nhằm tăng cường thêm nguồn lực và vật tư y tế để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngay sau cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã thông qua kế hoạch phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, kêu gọi cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ tiền lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho người đang ở các khu vực cách ly có nhu cầu, hỗ trợ các phương tiện phòng chống dịch như đồ bảo hộ, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát động toàn dân trong tỉnh, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn nữa để khống chế đại dịch COVID-19, tiếp tục duy trì đời sống kinh tế xã hội bình thường, an toàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Tôi mong rằng với tinh thần là mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch, mỗi xã phường, khu phố, mỗi làng xóm là một pháo đài trong công tác phòng chống dịch. Và với tinh thần là tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của cả dân tộc ta, sẽ tạo thêm nguồn lực và làm tốt hơn nữa việc đẩy lùi, chặn đứng dịch bệnh để làm sao đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân và sớm đưa cái nhịp sống trở lại bình thường, đồng thời quyết tâm là thực hiện tốt sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại lễ phát động, nhiều đơn vị tổ chức doanh nghiệp đăng ký ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền ủng hộ trên 1 tỷ 100 triệu đồng, 130.000 khẩu trang và 1.000 chai nước sát khuẩn. Mọi ủng hộ bằng tiền hiện vật của các tổ chức cá nhân chuyển về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, địa chỉ đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, số tài khoản 2400-201-006352 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên.